có gì đây, wow, một cái dòng tròn xe Lightning McQueen nó xuất hiện rồi kìa các bạn. Wow, cũng may là mình có đem thêm cái rổ để thu thập những chiếc xe này nha. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau đi những chiếc xe này nào. Đấy, wow, ở đây chúng ta có một chiếc phản lực màu xanh dương, nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Khuôn mặt cười rất là tươi đây nè. Bay rất là nhanh luôn nha. Để vô rổ cái nào. Wow, tiếp theo là Dinoco số 51 màu đỏ, màu vàng nhé. Xịn chưa? Fly Shot này các bạn, một dòng xe cứu hỏa kim cảnh sát luôn các bạn, đẹp chưa kìa. Cái mặt cười tươi cực kỳ luôn nha. Wow, ở đây mình có cả một dòng xe Minion luôn các bạn, nhìn đẹp chưa kìa. Đây là một chiếc Minion đây, nhìn rất là đáng yêu luôn. Bạch tối đấy, thấy chưa. Xe đồ F1 Francesco thuộc loại Ý đấy các bạn. Đây là Rostel T-Tri. Cái bánh xe của hãng Rostel. Tiếp theo là Lightning McQueen số 95 nha. Đó, ngầu chưa kìa. Ở đây chúng ta có gì đây. Rolls Beloved các bạn. Một dòng xe thùng khổng lồ luôn. Rất là chắc luôn các bạn, cực kỳ nặng tay luôn nha. Dòng xe này khá là xịn luôn. Ở đây chúng ta có một chiếc xe cổ điển này các bạn, nhìn rất là ngầu luôn nha. Quá trời nào. Super Racing Car mình đây rồi. Một chiếc xe racing siêu ngầu luôn các bạn, cười rất là tươi kìa. Có cái râu chuột này. Đây là Sally của chúng ta đấy các bạn, chiếc xe được MC Lam McQueen theo đuổi các bạn. Một dòng xe khá là đơn điệu nhẹ nhàng luôn các bạn, quá đẹp luôn quá chứ. Doc Hodgson hay Fabulous Hornet đây các bạn. Với động cơ 2 thì chiếc xe chạy khá là xịn luôn. Nhìn xung quanh nó kìa, ngầu chưa. Xe màu tím siêu đẹp luôn các bạn. Các bạn có thể thấy chưa. Kiểu dáng của chiếc xe này quá ngầu luôn. Đâu có sơ một sơn lá cây đã đập vào mắt mình đây. Đẹp chưa kìa. Đây là gì đây. Một chiếc xe màu tím rất là giống Sally luôn các bạn. Đấy, nhưng mà chắc là không phải đâu, Sally nhìn đẹp hơn thế này nhiều. Cái xe của siêu anh hùng Thọ đây các bạn. Đây là cái búa Thọ đây các bạn, con sấm họ hò xe của siêu anh hùng luôn, quá xịn luôn. Lightning McQueen số 95 với cái bánh xe lại rất là ngầu nha các bạn. Đập Hudson màu xanh dương nữa này. Đã chưa kìa. Nguyên một chiếc Monster Truck nhưng mà có cái đầu móc ở trên đó, xịn cực kỳ luôn. Đây là rất easy, xe đua số 95 của đội đua Lightning McQueen này. Có cả một con xe khủng long nữa các bạn. Sắp đầy rồi các bạn ạ. Đây là Flash Liquid Unrolled Enix. Dòng xe Dinoco số 51 màu vàng siêu đẹp luôn. Thì chúng ta có gì đây, Lightning McQueen luôn. Một chiếc xe rất là ngầu. Một mẫu xe đầy với xe luôn các bạn, quá đã luôn này ơi.